Phía trước trong này nhỏ các bạn chính là một căn nhà 2 tầng. Gọi là nhà 2 tầng nhưng nhà này phải 3 tầng mới đúng các bạn. Duy tầng 3 không xây nhưng mà lại lập ngói. Toàn bộ cái phần ngói đã được bác chủ gỡ đi. Xin mến chào quý vị và các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 2. Máy xúc phá giữa căn nhà 2 tầng nằm ở giữa làng. Ở phần trước thì anh em chúng tôi đã xử lý được một cái mái của tầng 1 và một ít cái mái gỗ của cái tầng 2. Cái gian phòng khách thì chỉ có cái mái bê tông tầng 1 thôi, còn tầng 2 thì nó chỉ có cái phần gỗ. Thì sau cái giờ nghỉ trưa thì các bác thợ ở đây đã tiến hành nhặt hết những cái phần gỗ về để làm củi đun. Thì sau cái giờ nghỉ trưa thì anh em tôi bắt đầu vào để tiếp tục phá dỡ những cái phần còn lại. Vì căn nhà này rất là to và đặc biệt nữa là nó có những cái mái gỗ ở phía trên rất là vướng víu khi mà phá. Vậy nên là anh em chúng tôi sẽ phải phá từng phần để làm sao đảm bảo cho an toàn xung quanh và an toàn cho người. Vậy nên là mời các bạn cùng theo dõi hết video để xem cách thức phá dỡ một cái căn nhà 2 tầng nó khó khăn như nào. Và để xem là bác tài của chúng ta có hạ thành công cái căn nhà này xuống xong xuôi một cách an toàn không nhá. Buổi chiều ngày hôm nay thì công việc còn lại thì anh em tôi dự định là phá cái gian bên trái các bạn này. Đấy, gian này thì một cái nhà này chia làm hai nửa, mình gọi là hai nửa đi. Thì chiều ngày hôm nay thì anh em tôi sẽ phá đứt luôn một cái nửa phía bên tay trái. Còn cái nửa bên tay phải này thì sẽ được phá sau. Tức là khi mà mình phá xong xuôi cái gian bên tay trái bên này này và hạ được cái mái gỗ ở bên trên thì mình sẽ có một cái lượng trạc nhất định. Sau đó thì mình sẽ phá nốt cái gian bên tay phải này các bạn này. Đấy, vì gian bên tay phải này nó sẽ ngắn hơn. Đấy, nên là không phá đồng thời. Đối với một căn nhà 2 tầng thì khi mà mình phá theo kiểu chiều tiến máy vào thì mình sẽ phá lần lượt, tức là phá từ ngoài vào trong, phá đến đâu phá hết luôn. Nhưng mà đối với cái gian nhà 2 tầng, nhà theo kiểu biệt thự thế này ấy, thì mình có thể phá đứt luôn cái gian bên trái kia, sau đó lấy bệ, lấy trạc và phá nốt cái gian bên phải. Cái khó ở căn nhà này ấy là cái bên trên kia là những cái mái gỗ này các bạn này. Những cái mái gỗ này được giằng nhau, liên kết với nhau bởi các mộng đóng vào nhau, và đặc biệt nữa là nó đóng đinh. Đấy, nên là sáng nay máy du máy đập đi thế nào chăng nữa cũng không thể nào mà rơi được những cái thanh gỗ đó. Đấy, đấy là một cái trở ngại. Nếu như mà nó đổ luôn thì nó đỡ này. Và cái điều này khiến cho anh em chúng tôi gặp một cái khó khăn trong quá trình phá dỡ, đó chính là những cái bức hình chữ A đây các bạn này. Đấy, bức chữ A đây. Mình tạm gọi là cái vỉ chuồi đi cho nó dễ hiểu. Đấy, những cái vỉ chuồi này nó được gác lên bởi những cái đòn tay gỗ và liên kết bởi những cái râu cọc bằng sắt, nên khi chúng ta đập mạnh ấy, đập mạnh những cái thanh gỗ và những cái mái gỗ ở trên này này, đấy, thì nó sẽ bị ru đu đưa. Mà đây các bạn có thể nhìn thấy cái vỉ ruồi này, đấy, đây vỉ ruồi này nhá. Mà bây giờ chỉ cần ru đung đưa nó nhổ nó rụng thôi là nó đổ tới đâu rồi đấy. Đấy, đối với cái mái bên phía tay trái kia thì nó đổ sang vườn không xa, nhưng mà đối với những cái mái mà ở phía bên tay phải này, ấy cái vỉ ruồi này nó đổ phát là đổ đúng sang cái mái tôn này luôn, đổ một phát là sập bẹp rúm hết cái mái tôn này luôn, và còn chưa kể đó nó còn đổ ra ngoài đường. Đấy, chính vì vậy nên là công cuộc càng ngày càng căng thẳng đấy các bác ạ. Làm cái nghề phá dỡ này không hay ho tí nào đâu. Nhìn trong video thì bao giờ các bạn thấy là ôi căn nhà này nó thấp, căn nhà này nó có cái gì đâu mà khó khăn, cứ thế mà phá, cứ thế mà đẩy, trông thế thôi các bạn ạ. Đã gọi là nhà 2 tầng thì thấp nhất nó phải 7 mét trở lên, đúng không? Thấp nhất phải được 7 mét. Càng nhà ngày xưa thì nó càng cao. Nhà ngày xưa 2 tầng toàn 8 mét thôi. Đấy, 8 mét là, hoặc là 7 mét là chỉ tính bằng cái mái của tầng 2 thôi. Còn những cái vỉ ruồi xây thêm, những cái mái lợp lên trên, nó không khác gì một cái nhà 2 tầng rưỡi hoặc là nhà 3 tầng đấy, chứ không đùa đâu. Đây, những cái mái này còn này. Đấy, những mái gỗ này đấy, rất là căng đây, mái gỗ này. Đấy, mái gỗ bên này đây này. Đấy, rất là nhiều, không phải đơn giản đâu. Thôi, bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bác tài chúng ta xử lý như thế nào. Phía trước trong này nhỏ các bạn chính là một căn nhà 2 tầng. Gọi là nhà 2 tầng nhưng nhà này phải 3 tầng mới đúng các bạn. Duy tầng 3 không xây nhưng mà lại lập ngói. Toàn bộ cái phần ngói đã được bác chủ gỡ đi, chừa lại mỗi cái mái gỗ và những cái bức vỉ ruồi kia thôi. Và đây,
em Hyundai đang tiến hành bóp cái tầng 1 để có thể tiến sâu vào bên trong để xử lý cái phần tầng 2 và những cái phần gỗ kia. Như ban đầu video mình có chia sẻ thì nếu như không có những cái mái gỗ này mà chỉ có 2 tầng thì việc phá rỡ trở nên rất là dễ dàng. Nhìn từ trên cao các bạn có thể thấy là đây là một cái căn nhà cũng có địa hình rất là rộng. Phía bên trái thì giáp một cái vườn cây, phía bên phải thì tiếp giáp nhà nhưng mà cũng khá là rộng, còn phía đằng trước thì rộng bao la. Duy nhất là cái phía đằng sau kia thì tiếp giáp nhà hàng xóm và có một cái đường nho nhỏ chạy ngang qua và có một cái đường dây điện rất là dày. Đối với cái đường dây điện này khi phá ra đằng sau thì thật sự cẩn thận để tránh trường hợp là đổ đằng sau. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên cao một tòa nhà rất là đẹp đúng không? Đang dần dần được con máy này phá rỡ. Dự tính ban đầu của anh em chúng tôi là phá hết gian bên trái, sau đó thì sẽ tiến hành phá cái gian bên phải kia. Đấy, nhưng mà làm sao là phải xử lý được những cái máy gỗ kia xuống cách an toàn. Bây giờ mà phá cái tường bên tay trái đấy thì gỗ nó sẽ sập xuống theo, mà gỗ sập xuống theo thì nó sẽ phi thẳng vào máy, nhẹ nhàng là vỡ kính. Đấy, chính vì vậy nên là anh em tôi lại không chọn cái hình thức đấy mà đang tiến hành phá tầng 1, phá từ trong, từ ngoài vào trong để rồi làm sao mà tạo cái thế nào đó phá dần dần cái phần máy gỗ kia đi. Gỗ này là cái gỗ như bác chủ có chia sẻ là được liên kết với nhau bởi đinh này, bởi những tay đòn, bởi những cái xà gồ này và được cấy râu từ trên tường. Đấy, những cái chữ A, những cái vỉ ruồi ở hai bên và những cái chữ A nằm ở giữa ấy, thì đều liên kết với cái mái gỗ bằng một cái râu lên. Đấy, chính vì vậy nên là khi mà các bạn đánh sập tường đi thì những cái mái gỗ đó nó cũng không sập và đặc biệt là vẫn còn một ít tường gạch nó treo lên trên cái mái gỗ đó. Đấy, vậy nên là không phải lúc nào cứ vỗ tường là mái nó sập đâu. Đấy. Nguyên vẹn đấy, vậy nên là mái gỗ nó được liên kết ở các mộng, các kèo này không thể nào đổ. Đôi khi là mình muốn nó đổ mà nó lại không đổ. Đấy. Ở đây toàn cảnh con Hyundai đang tiến hành phá rỡ rất là căng đấy.
Sau một hồi quyết định phá thông gian bên tay trái rồi thì bác tài chúng ta lại tính toán là phá luôn cái gian bên phải để tiện lợi cho cái việc là thoáng đãng, có thể giúp cho máy quay được và lấy thêm cái phần trạc để đôn lên làm bệ. Đây, máy bắt đầu lại tiếp tục chọc cái tường tầng 2. Ban đầu thì tính phá cái phần bên tay trái thông luôn, nhưng mà thấy tường vẫn còn chắc, chưa đổ được, thế thôi lại quyết định phá bên tay phải này thêm. Đấy, để xem là chiều ngày hôm nay có hạ được cái phần trên không, mà cái phần dưới thì sẽ được xử lý sau. Đấy, trên đấy là một cái dầm to. Tầng 1 được chống nóng nên là còn đội thêm một lớp gạch nữa, thành ra cái mái nó dày. Giá như không có cái mái gỗ ở trên tầng 3 kia thì việc phá dỡ trở nên rất là dễ dàng. Nhưng mà đi phá dỡ như thế này, cái khó mới tới lượt mình chứ cái dễ làm gì tới lượt mình các bác. Vậy nên là khó hay dễ đều có cách xử lý hết. Có điều là nhanh hay chậm, sớm hay muộn thôi. Ban đầu thì phía bên tay phải cho mình các bạn cứ tưởng là nó là một cái trần, nhưng mà hóa ra không phải là trần mà là một cái sàn bằng gỗ. Nếu mà sàn bằng gỗ thì lại tốt quá, đỡ phải bóp thì sẽ nhanh hơn. Được luôn cả cái dầm ra. Thank you.
cả phá cả da sắt thì rơi vào tầm 2 ngày các bạn nhé, 2k. Đấy, xem có đổ sầm tầng trên không? Đấy, chưa? Bình thường nhưng mà phá cái dầm kia đi là cái chữ A kia là nó sẽ sầm luôn. Nhưng mà do cái chữ A này nó được đấu nối cái dâu lên cái mái gỗ kia nên là nó không rụng xuống. Đấy, chứ bình thường như vậy là rụng rồi. Khi phá được cái mái của tầng 1, máy đã tiến sâu vào được bên trong hơn. Bây giờ thì máy đang tiến hành phá cái dầm và cái phần cầu thang. Đây. Sau khi phá cái mái tầng 1 và xử lý một phần những cái góc cạnh thì gian nhà 2 tầng đang dần dần được hạ xuống. Bây giờ thì đầu tiên nó thành hai gian ngăn cách nhau bởi một bức tường giữa. Bây giờ nó đã thành một gian rồi và chỉ còn trơ trọi một cái mái gỗ ở trên cộng với hai vách tường ở hai bên. Thank you.
chưa, cuối cùng này có cái hay có cái dở, cặp là phải cặp thật chặt còn không là nó sẽ bị rơi. Không được rồi, cái gỗ này có vẻ như là bị cái mối mọt ăn hết rồi nên là khi cặp vào nó rất chi là bị vỡ, cặp không dám cặp mạnh vỡ đâu. Đồng hồ bây giờ đang điểm là 5 giờ 30 phút và hiện tại sau một ngày làm việc thì anh em chúng tôi đã giải quyết được gần như là toàn bộ cái mái của tầng 1 và cái tường ngăn của giữa hai gian và hạ được một bên cái mái gỗ của cái phía trên tầng 3 kia. Số còn lại gồm vách tường bên tay trái và vách tường bên tay phải thì dự định là ngày mai sẽ hạ, vì bây giờ nếu như có hạ hai cái bức tường đấy thì cũng không hạ hết được, mà hạ không hết được thì nó lại còn dính choi loi cái chữ A, nửa chữ A còn lại ở phía bên kia và cái phần mái gỗ ở trên cao, như vậy thì sẽ rất là dễ gây nguy hiểm đấy. Tức là nếu mình cảm thấy là phá được luôn xong chiều ngày hôm nay là phá luôn mà không hạ được thì nên để như vậy để ngày hôm sau thì thứ nhất là buổi sáng chúng ta dễ dàng quan sát này, dễ dàng xử lý này và có nhiều thời gian hơn để chúng ta có thể gấp chọc hay là dùng gì đấy đấy. Nếu mà cố được thì cố, không cố được thôi, chứ đến tầm tối mà chúng ta làm không xong ấy thì sẽ phải làm thêm, mà cái Dũng đã làm thêm thì hay buồn ngủ thì nó sẽ kéo ra theo rất là nhiều vấn đề đấy. Vậy nên dự tính là anh em tôi sẽ bóp nốt thêm cái phần góc mái bên kia để sáng ngày hôm sau xử lý sẽ được nhanh hơn đấy. Và sau như một ngày làm việc thì đây toàn bộ cái nhà hai tầng biệt thự nhỏ nhỏ đã được anh em tôi xử lý. Đây là một đống củi này sẽ được bác chủ dùng để trong việc phun nấu đấy. Đây, phần này thì anh em chúng tôi sẽ bóp thêm một ít cái mái tầng 1 nữa, sau đó thì sẽ tiến hành nghỉ ngơi và buổi sáng ngày mai sẽ xử lý và dọn dẹp những cái phần nào còn sót lại các bạn ạ. Cuộc phá nhà cũng vẫn còn đầy căng go và công việc đấy, bao giờ mà hạ xuống được bằng mặt đất thì lúc đó mới hết nguy hiểm, bao giờ mà hạ bằng mặt đất thì lúc đó mới gọi là an toàn.
còn tất cả những cái gì còn sót lại nằm ở chiều cao, chưa có gì là chắc chắn và chưa có gì gọi là an toàn hết cả. Đấy. Và các bạn đừng quên đón chờ video tiếp theo ở ngày hôm sau nhé. Hôm nay thì chúng tôi sẽ nghỉ sớm để tiến hành lấy sức, lấy lại tinh thần năng lượng để bắt đầu vào ngày mai chiến đấu cho nó an tâm và an toàn hơn. Đấy. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.